Mùa hè đã đến, một năm học nữa đang dần khép lại với các lứa tuổi học trò. Đối với những học sinh cuối cấp, đây lại là quãng thời gian đặc biệt khi sắp phải xa trường, lớp, thầy cô, xa những người bạn gắn bó bao kỷ niệm buồn vui. Và để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này, chụp ảnh kỷ yếu là lựa chọn của hầu hết các bạn học sinh cuối cấp. Trong buổi chụp kỷ yếu của 37 cô cậu học trò lớp 12 chuyên lý, trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, nhiều ý tưởng chụp ảnh đã được các bạn dày công dàn dựng. Bên cạnh đồng phục học sinh, áo cử nhân là những điều không thể thiếu, thì phong cách vintage nhẹ nhàng, cổ điển hay những khung hình nhí nhảnh, vô tư và đáng yêu thủ học trò cũng được các bạn lên ý tưởng đến từng chi tiết. Thì mình nghĩ là cái việc chụp kỷ yếu thì nó giúp mình lưu trữ lại những cái bức ảnh quý giá nhất của cái thời học sinh. Thì để sau này mình xem lại, mình sẽ nhớ lại cái tuổi trẻ, nhớ lại những cái năm tháng thanh xuân của mình nó đã từng đẹp như thế nào ấy. Không chỉ học sinh lớp 12, các bé lớp 5 tuổi cũng được bố mẹ và thầy cô dành cho các con sự quan tâm đặc biệt khi chuẩn bị chia tay từ nuôi dưỡng là chính sang học hành. Đây cũng là những bức hình ý nghĩa nhất đánh dấu tuổi thơ của các con. Các con rất là hào hứng khi được thông báo là bố mẹ sẽ cho các con chụp ảnh này và sẽ rửa cho các con những cái bức ảnh đẹp để các con làm kỷ niệm khi các con ra trường vào 5 tuổi. Nên là các con rất là hào hứng từ khi mà biết thông tin là bố mẹ sẽ chụp ảnh cho các con. Bên cạnh concept chụp ảnh với đồng phục truyền thống và áo cử nhân, mỗi năm lại có thêm những xu hướng chụp hình mới để bộ kỷ yếu học trò thêm phần độc đáo, hấp dẫn. Xu hướng năm nay là có nhiều điều mới, đó là các cháu cũng muốn được quan tâm, được yêu thương như các anh chị lớp 12, nên là chúng tôi là đầu tư thêm cả áo dài, rồi là nhiều các phụ kiện khác giống như các anh chị lớp 12 để chụp ảnh kỷ yếu. Cái concept mình thấy là chuộng nhất thì là thanh xuân, ở Đồng Phục Thái thì năm nay đang có vẻ là thịnh hành hơn rất nhiều đấy ạ. Mùa hè, mùa kỷ yếu đến, bên góc sân trường rực màu phượng đỏ lại rộn rã âm thanh và những hình ảnh thân thương của mái trường. Từng lớp học hay hàng cây xanh này sẽ luôn theo bước chân những cô cậu học trò trong những khung hình tuyệt đẹp.